về bên kia thế giới ngoài trăm vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọc nhọn trắng năm, tôi tìm nơi đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay em lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Bộ sản phẩm ngày hôm nay mà Thanh Tâm Audio muốn gửi tới các bác đã đăng ký kênh YouTube của bên em, cũng như các bác đang quan tâm tới những dòng DAC đến từ Nhật cũng như những thương hiệu đến từ châu Âu, là một bộ sản phẩm đến từ Cambridge Audio. Đây là một trong những cái thương hiệu đến từ Anh Quốc, và cái dòng sản phẩm của Cambridge thì họ sẽ tập trung nhiều vào sản xuất những thiết bị như là ampli tích hợp giải mã này, CD cũng như là đầu giải mã network. Ngày hôm nay thì bên em về một máy Cambridge Audio DAX Magic 200M. Đây là một trong những cái dòng DAC của Cambridge với cái thiết kế rất là nhỏ gọn các bác nhé, rất là nhỏ gọn. Cái hình dáng thiết kế của con Cambridge này thì nó sẽ nhỏ tương ứng như là một chiếc DAC của TX, đó là con UD301 các bác nhé. Tuy nhiên thì với một con sản phẩm Cambridge như các bác đang được nhìn thấy ở trong khung hình đây thì nó sẽ có khá là nhiều những cái tính năng mà em nghĩ rằng sau khi em giới thiệu tới các bác thì sẽ có bác sẽ yêu thích ngay. Cái điểm đầu tiên về cái thông tin nguồn gốc xuất xứ của con này thì đây là hàng mà khách hàng của em nâng cấp một con máy tại Thanh Tâm và anh có gửi nhờ Thanh Tâm bán. Con này thì anh mới mua được 2 tháng và vẫn còn tem của cái bên đơn vị bán, và đặc biệt những cái dòng Cambridge này thì nó sẽ bảo hành 1 năm ở Việt Nam các bác nhé. Nguồn điện thì các bác có thể cắm thoải mái điện 100 cũng như điện 220. Em sẽ quay qua một chút về hình thức, sau đó em sẽ đi sâu vào cái tính năng của con máy này để các bác cùng nắm bắt được cái thông tin chi tiết của Cambridge M200. Con máy này thì như anh khách chia sẻ thì anh có mới mua, vì thế cho nên là thùng thì cái hộp xốp của máy thì vẫn còn nguyên. Bên trong đây thì chúng ta sẽ có cái sách hướng dẫn các bác nhé, sách hướng dẫn thôi, còn không có gì cả, tại vì con này sẽ không sản xuất có điều khiển cũng như là cái nguồn thì em đang bỏ ra ngoài để em cắm ghim điện để quay với các bác rồi. Hình thức thì em thấy là còn rất là đẹp. Những cái vân loang loang này là cái mồ hôi tay đấy các bác nhé, không phải bị xước đâu. Nó có xước thì chỉ bị xước ở dưới đế của cái DAC thôi, tại vì là anh chia sẻ đó là khi mà anh sử dụng thì anh kê lên một con pre.
nhưng mà xước dưới đế đế của con máy thì nó cũng chả quan tâm, các bác cũng không cần quan tâm nhiều. Tại vì là dù sao là cũng đã là hàng đã qua sử dụng, mức giá thì rất là tốt, chỉ nhỉnh 10 thôi. Con này thì đang bán chính hãng là khoảng 13,8 triệu các bác nhá. Trước đây thì là khoảng 16 triệu mấy cơ, nhưng mới giảm xuống còn 13,8 triệu. Nên bây giờ các bác chỉ cần tiệm cận đến 10 đồng là các bác đã có một con DAC rất là hay đến từ Anh. Con này thì cái ưu nhược điểm của nó cũng chính là cái kích thước nhỏ gọn, nhưng mà về cái phần cấu hình bên trong giải mã của nó thì tương đối là người lớn. Cái hệ thống chip giải mã trên Cambridge 200M thì nó sẽ sử dụng cái dòng chip ES9298Q2M và sử dụng chip hệ thống chip kép. Chip kép ở đây nghĩa là gì? Chip kép là các bác sẽ có cái bộ vi xử lý giải mã ở cả hai kênh với NIP và RAID được thiết kế tách biệt các bác nhé. Và cái kích thước của con Cambridge này thì các bác có thể nắm bắt cái thông số cụ thể giúp em như sau. Nó sẽ rộng là 21, sâu là 19 và cao là 5cm các bác nhé. Mặt trước đây thì các bác sẽ có một cái núm vặn. Cái này núm vặn này thì nó sẽ không dành cho cái tín hiệu đầu ra của chúng ta xuống DAC, mà là núm vặn tín hiệu tăng giảm âm lượng của cái chế độ head ampli, headphone các bác nhé. Phía trên thì chúng ta sẽ có một cái màu sắc đó màu đen, mặt trước thì sẽ có cái thiết kế màu xám. Con này tuy nhỏ gọn nhưng mà cái cổng kết nối ăn chơi của nó rất là đầu gấu đấy các bác này. Các bác nhìn thấy hệ thống dày đặc những cổng kết nối ăn chơi. Nguồn điện này, râu thu sóng Bluetooth, con này cũng có đầy đủ Bluetooth các bác nhé. Ngoài ra thì các bác sẽ có đồng trục vào với hai đường, có nghĩa là quang học và đồng trục vào đều có hai đường kết nối hết, rất là mạnh. Đồng trục vào 2, quang học vào 2, và chúng ta sẽ có một đường USB audio in để chơi từ máy tính sang các bác nhé. USB audio in. Rồi ngoài ra thì cái phần xuất âm đi, xuất âm cũng rất là đầu gấu khi mà được trang bị tới hai ngõ xuất âm, đó là ngõ Balance và ngõ RCA với chân cắm ba lăng và chân cắm RCA để xuất xuống ampli. Đó là về phần kết nối phía sau. Con này thì có cả tích hợp cả Bluetooth không dây nữa các bác nhé. Không dây rồi giải mã TV, đồng trục quang học đầy đủ hết ạ. Mặt trước thì các bác sẽ có cái nút bật tắt nguồn này, nút sụp vào để các bác có thể đổi chế độ USB Digital 1, Digital 2 cũng như là Bluetooth. Còn bên này chúng ta sẽ có cái bộ lọc filter thì các bác cứ để fast giúp em để cái chế độ lọc nó mạnh nhất. Ở bên này chúng ta sẽ có incoming sample rate, có nghĩa là cái đèn trạng thái cái tín hiệu giải mã khi mà đang được đưa cái file nhạc vào ấy. Thì các bác sẽ có đèn của MQA này, đèn của 44.1 cho tới 176.4 này. Phía dưới đây thì chúng ta sẽ có tần số lên đến 768, thì có nghĩa là con này sẽ giải mã ở cái chất lượng nhạc 32 bit lên tới tần số là 100 ở chế độ nhạc 32 bit là 768 kHz. Thì cái này nếu mà nói về cái thông số kỹ thuật thì chúng ta nó nhiều bác sẽ gọi là sẽ khó hiểu, sẽ hơi khó hiểu một chút, nhưng mà chúng ta chỉ cần so sánh ví dụ như là ở OnQ DAC 1000 ấy, chúng ta sẽ có chip là Bull Brown 1794 thì chúng ta sẽ giải mã ở cái tần số 32 bit ở giải tần 192 kHz. Còn con này thì là thế hệ sau này nó sử dụng chip ES9028MQA thì nó sẽ giải mã 32 lên tới tần số 768 kHz và có khả năng xử lý file DSD 512 các bác nhá. Là một con DAC kiêm tính năng, đó là tính năng head ampli, thì con này sẽ phù hợp với các bác nào để cái con DAC này ở chơi ở cái mặt bàn vi tính của các bác được, và mua cho mình một con tai nghe đầu gấu một chút để kéo rất là hay. Ngoài ra thì với cái tính năng như là Bluetooth, tính năng giải mã TV, máy tính, đầu trục thì con máy này cũng là một trong những cái đối thủ rất là nặng ký của những cái con máy DAC trên dưới phân khúc giá 10 triệu. Nhược điểm duy nhất của em máy này thì em nghĩ rằng đó là cái kích thước nó nhỏ gọn các bác nhá. Thank you.
phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng tượng trưng những cô đơn, nên khi chiều xuống thanh vẫn vương trong tâm hồn. Em có biết không, hè về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới anh nhớ em luôn phượng ơi. Lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng, là hoàng hậu đó. Phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi, ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi. Xuân qua hè tới anh nhớ em luôn phượng DAC Magic 200M, một trong những con DAC nhỏ gọn nhưng tiếng rất là hay.